Ngày hôm nay thì mình sẽ đổi tất cả các phần quà ở trong cửa hàng tuần lễ phim nha mọi người, để nhận các hộp quà, đặc biệt là bộ trang phục này mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang có 11.340 xu nha, khá là nhiều luôn đấy. Đầu tiên thì mình sẽ đổi bộ trang phục này trước, bộ trang phục của nam, bộ vest ông chủ, và tiếp theo là cái máy quay nha mọi người. Sau đó mình sẽ đổi tất cả các cái vật phẩm từ cao xuống thấp nha mọi người. Máy làm bắp, ok, vừa gần đủ hộp quân mọi người, đủ bộ quà đầu tiên luôn rồi. Mình sẽ đổi từng món một nha. Bàn trường quay, wow, mở hộp quà đầu tiên luôn. Với hộp quà đầu tiên chúng ta sẽ được cái gì? 1.500 tiền sao này, và một cái gì đây ta? Bảng đạo diễn nha mọi người, rồi khá là xịn. Tiếp theo thì mình sẽ đổi tiếp nha mọi người. Mình sẽ đổi cái máy quay. Rồi, gần đủ hộp quà thứ hai rồi nha mọi người. Tiếp theo là bảng hiệu này. Mình đổi nghĩ xong này mình sẽ đủ cái điểm đây nha mọi người. Hộp quà thứ hai đã mở rồi nha. 20 kim cương và một cái tivi à. À, màn chiếu phim nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đổi tiếp tục những cái món ở trên cùng rồi nha. Còn 3.700 bao nhiêu cơ, khá là nhiều xu luôn. Rồi, vẫn chưa đủ nha mọi người. Rồi, cái hộp này thì chắc là sẽ đủ để mở hộp quà cuối cùng rồi mọi người. Ok nha. Như vậy thì mình đã mở hộp quà cuối cùng và mình nhận được bộ trang phục của sự kiện lần này nha mọi người. Bộ đồ này là của nữ. Mình thì không thích mặc đồ lắm, mình chỉ nhận xong mình sẽ mang về nhà để trưng bày mọi người. Ồ, nó dày rồi nha. Như vậy là mình đã xong sự kiện của lần này rồi mọi người. Nhận tất cả các trang phục rồi. Và hiện tại thì mình cũng còn 420 xu này, thì mình nghĩ chắc là để đấy thôi mọi người, vì cũng không dùng đến làm gì ấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vào trong trang phục nha, test cho mọi người xem là bộ trang phục này như nào. Đây nha mọi người, đây là hai bộ trang phục, đây là tóc này. Rồi nha. Tiếp theo thì ở trong cửa hàng mọi người, hôm trước thì mình mới thấy có một bán một gói mới. Đây mọi người, gói cùng ăn taco gì đây, taco jiki à, ừ taco jiki. Gói này thì có bán cái bộ trang phục này thì có 5.000 tiền sao, và bộ một cái gói là bán cả cái xe trượt nữa, cái hộp này, hộp takoyaki này, trị giá nó là 1.000 này, hơn 120 kim cương, mình cũng mua luôn. Hiện tại kim cương mình còn khá là nhiều nha mọi người, còn 8.780 kim cương, quên 778 kim cương đúng không? Rồi nha, hộp taki này, ui chỗ trang phục taki luôn, hơi đọc hơi khó xíu nha mọi người thông cảm giúp mình. Đây là bộ đồ này, ui mình thấy nó hơi kiểu gì mọi người ạ? Hay do con nhân vật của mình đang bị đàn nhân vật thấp nhỉ? Nhìn khá là ngũ nghĩnh. Mình sẽ quay lại trang phục lúc nãy nha mọi người. Mình vẫn thích kết cái bộ trang phục lúc nãy hơn. Đây. Đôi giày cá voi. Đây là đôi giày mà cần tất cả các loại trang phục luôn mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ kiếm cái mũ ấy nha mọi người. Xem chúng ta đội cái gì đẹp nào. Mình quá trời mũ luôn mọi người, vì đợt các sự kiện mình mở được rất là nhiều ấy, mà không phải đủ bộ nên không thể nào trưng bày được, không vào bộ nào cả ấy, nên mình để ở trong túi. Còn những bộ nào mà cái nó là theo bộ ấy, thì mình mang về trưng bày hết rồi mọi người. Bạn nào chưa biết thì có thể vào nhà của mình để tham quan các cái trang phục nha. Mình đang trưng bày ở trong nhà ấy, có thể vào tham quan. Cái này là mặt này, mình nghĩ vấn đề mặt trái tim là đẹp nhất mọi người ạ. Tiếp theo thì quay ra biểu cảm nha. Biểu cảm của khuôn mặt. Nên để cái gì hợp lý hơn mọi người. Mình thấy để này hợp lý hơn này mọi người. Không, này không được nha mọi người. Từ từ xem cái nào hơn này. Cái này. Ở cái này khi hơn này mọi người. Nhìn nó kiểu bất cần đời, khá là xịn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào thử
Dạ, mấy món ăn đấy. Hiện tại em đói mọi người. Trời còn mưa nữa chứ. Bây giờ thì mình sẽ ăn gì nào? Bây giờ thì đúng rồi. Ngày hôm nay thì mình thấy có cập nhật thêm loại cá mới mọi người, 20 loại cá mới nha. Các loại cá bạch tạng, nhưng mà hiện tại thì mình chưa đi câu. Cái đấy thì mình sẽ để dành để làm video sau nha. Nhưng mà cập nhật thì nhiều cá mới lắm mọi người. Nhưng mà mình chưa có câu được bất cứ một con nào luôn á. Thế mọi người câu được khá là nhiều rồi, mình thì chưa. Mình cứ để từ từ mọi người, vì thời gian ở đây khá là bận, chưa thời gian để làm video về câu cá. Mà câu cá thì thời gian cực kỳ nhiều ấy. Tiếp theo thì mình sẽ dẫn mọi người đến lấy gậy phát sáng nha. Cái này thì mình nghĩ chắc là nhiều bạn đã có rồi ấy. Vì trước khi sự kiện diễn ra thì cũng đã có người hướng dẫn mọi người cách lấy được cái gậy phát sáng này rồi. Nhưng mình thì cũng lấy được khá lâu rồi, nhưng ngày hôm nay thì mình có cơ hội ngồi đây edit video và quay cho mọi người. Về làm nhiệm vụ này thì khá là đơn giản, mọi người chỉ cần làm theo các mũi tên thôi. Chúng ta đi gặp các NPC và nói chuyện. Sau khi gặp xong đủ 3 NPC thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được gậy phát sáng nha. Mọi người tranh thủ lấy đi trước khi cái sự kiện này nó bị kết thúc ấy. Thì mọi người sẽ khá là hối hận khi mà không làm nhiệm vụ này. Vì chúng ta được đồ free mà. Free thì tội gì chúng ta không làm đâu mọi người. Quên đây, chúng ta phải gặp nghệ sĩ guitar nha. Guitar Man. Như vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ này. Bây giờ quay lại chỗ Leader K để chúng ta trả nhiệm vụ nha. Và sau khi mọi người trả nhiệm vụ xong thì mọi người sẽ nhận được gậy phát sáng Korea. Đây nha mọi người. Rồi nha. Phần thưởng thêm 100 tiền sao nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test các cái vật phẩm của ngày hôm nay cho mọi người. Ngày hôm nay thì mình làm tất cả được 3 vật phẩm mới nha mọi người. Hồ vệ phát sáng này, bảng đạo diễn, rồi cái này thì là cái loa từ hôm trước rồi nha mọi người. Chả tác dụng gì. Rồi tiếp theo là máy quay này mọi người. Uầy, máy quay cầm như này thôi à? Giờ phải quay được cái gì cơ? Nhưng không nha mọi người, chỉ đứng quay như này thôi. Tiếp theo thì là chúng ta sẽ có bảng đạo diễn cảnh. Ôi, cái này thì hơi vô tri nha mọi người, chả biết tác dụng làm gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ có gậy phát sáng. Phát sáng này thì giống như cái gậy trước mọi người có thể nhận rồi, chúng ta cầm để khua khua ấy. Chỉ như vậy thôi mọi người. Vậy là hết rồi nha. Vậy là hết các cái nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình mang đến cho mọi người một thông tin, đó là bản cập nhật ngày mai nha. Về thời gian cập nhật thì chắc là mọi người cũng biết, ngày mai sẽ cập nhật từ lúc 5:30 cho đến khoảng 10:30 nha mọi người. Về nội dung chi tiết của bản cập nhật ngày mai, đầu tiên thì chúng ta sẽ có sự kiện hoàn toàn mới. Đó chính là sự kiện về cặp đôi lãng mạn nha. Khi mà trong đó chúng ta sẽ có một bản điểm danh hoàn toàn mới này. Một bản điểm danh tình yêu với các phần thưởng khác nhau mà mọi người sẽ nhận được. Cái cuối cùng như là kính trái tim à. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái sự kiện liên quan đến hãy tìm cấp trên đảo Kaya. Và mọi người sẽ gặp NPC mới, đó chính là Dana nha mọi người. Và sau khi mọi người nhận các nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ thì mọi người sẽ nhận được kính lúc tình yêu này. Ngoài ra thì mọi người có thể thu thập thêm các bằng chứng mà nhận được một cái trang phục chủ đề liên quan đến tình yêu nha. Ngoài ra khi mọi người hoàn thành các nhiệm vụ thì mọi người sẽ nhận được thêm xu tình yêu. Đối với xu tình yêu này thì mọi người có thể có nhiều cách khác nhau. Trong đó thì có một là trả lời hay là thực hiện các nhiệm vụ của các NPC trên đảo Cái An. Thứ hai là mọi người có thể thông qua bắt tim tình yêu lơ lửng ấy. Giống như trước đây chúng ta từng bắt những cái con hồn ma này rồi lá thu kiểu mọi người chắc là biết rồi. Thì chúng ta sẽ dùng vợt để vợt ấy và mở hên xui nhé. Và mọi người sẽ dùng xu này để đổi các vật phẩm trong cửa hàng. Nội dung thứ ba là chúng ta sẽ có nhẫn đôi này. Và mọi người thì dùng nhẫn đôi để cầu hôn. Cái này khá là mới. Không biết ngày mai chúng ta cập nhật xong sẽ như nào nha. Ngày mai cập nhật xong thì mình sẽ test thử xem như nào. Nội dung thứ tư là chính là xây dựng ký ức riêng của đối ta. Cái này là hồ sơ mới à. Cái này cũng khá là mới nha, mình đọc xong mình chưa hiểu lắm. Thì ngày mai
nhận xong thì mình sẽ các nội dung cho mọi người. Tiếp theo thì là sẽ có thêm một NPC mới sẽ quay trở lại. À không phải NPC mới mà NPC đã từng ở đảo Kaya, nhưng mà ngày mai sẽ thêm lại nha mọi người. Đó chính là Thu Đồng. Mọi người biết rồi, NPC này trước đây đã từng bán đèn trung thu nhá. Ngày mai NPC này sẽ quay lại đảo Kaya, mà không biết là ngày mai chúng ta sẽ có đèn mới không, hay là như lần trước chúng ta chỉ có hai loại đèn đấy. Đối với đèn trung thu thì mình đã có video mua rồi, chắc là mình không cần sâu lại cho mọi người nữa. Ngoài ra thì các phần thưởng trong cập nhật trong phần quà tặng này, rồi bốc thăm mới sẽ được thêm vào nhé. Đây chẳng là những cái nội dung gọi là mình mới tập hợp được thôi. Ngoài ra thì ngày mai khi cập nhật xong thì mình sẽ vào test làm video cụ thể cho mọi người nha. Và trước khi kết thúc video của ngày hôm nay thì mọi người đừng quên kéo xuống cho mình một đăng ký kênh, một like video giúp mình để mình lưu được tiếp tục làm các clip với mọi người nha. Còn sau đây thì bye bye, chào mọi người.